Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh thì ban tổ chức Olympic Tokyo đã phải cấm không cho người hâm mộ vào các sân vận động và nhà thi đấu. Nhưng lệnh cấm này lại không áp dụng với các môn thể thao ngoài trời. Thế là môn xe đạp địa hình đã trở thành một trong những môn thể thao hiếm hoi tại Olympic năm nay mà khán giả được phép theo dõi. Hôm qua thì rất nhiều cổ động viên Nhật Bản đã di chuyển đến địa điểm tổ chức môn xe đạp địa hình là thành phố Izu, nằm cách Tokyo khoảng 150 km. Ai cũng muốn được thử một lần trải nghiệm cảm giác xem Olympic ở quê hương của mình. Thậm chí một vận động viên cuồng nhiệt đã di chuyển hơn 500 km bằng xe máy từ thành phố Okayama đến Izu. Anh Fumihiko Ikeda đã mất gần 8 giờ đồng hồ cho quãng đường nói trên. Và theo lời anh, thì hành trình này còn trở nên vất vả hơn nhiều bình thường với một chiếc khẩu trang luôn phải đeo trên mặt. Nhưng rồi cuối cùng thì Ikeda cũng đến được nơi mà mình cần đến. Cổ động viên cuồng nhiệt này đã được tận hưởng bầu không khí theo dõi một môn thể thao Olympic. Tất nhiên là vẫn phải tuân thủ các quy định về giãn cách. Cuối cùng thì anh cũng đã có thể rời Izu với một nụ cười tươi.